Xin kính chào quý vị và các bạn. Sáng nay thì không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc Bắc Bộ. Dự báo chiều nay thì không khí lạnh sẽ xuống sâu hơn và gây ra mưa cho khu vực Trung Bộ. Trong đó trọng tâm mưa là khu vực từ Thừa Thiên Huế xuống đến Quảng Ngãi, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm và có những điểm mưa vượt 250 mm. Với khu vực từ Hà Tĩnh xuống đến Quảng Trị thì lượng mưa từ nay đến đêm mai là từ 70 đến 120 mm và có những điểm là mưa vượt 150 mm nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Về nhiệt độ, dự báo đêm nay thì khu vực Bắc Trung Bộ sẽ chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại các thành phố Thanh Hóa, Vinh và Hà Tĩnh là từ 21 đến 22 độ. Đông Hà xuống đến Phan Thiết, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 25 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều nay thì khu vực Vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, thì gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9 khu vực vịnh Bắc Bộ thì sóng biển cao từ 2 cho đến 4 m. Với khu vực Bắc biển Đông, sóng cao từ 3 cho đến 5 m, biển động mạnh. Với vùng biển từ Quảng Trị xuống đến Quảng Ngãi, chiều nay cũng sẽ có mưa rông rải rác, khả năng đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió đông bắc ở đây cấp 3 cấp 4. Sáng mai thì gió sẽ mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Với vùng biển từ Bình Định xuống đến Cà Mau Kiên Giang. Ra ngoài khơi huyện đảo Trường Sa thì gió không quá mạnh, thế nhưng trời lại có mưa rông, đi kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Bà con cần chú ý các biện pháp để đảm bảo an toàn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất cho các bản tin thời sự tiếp theo.